Thói quen giống và khác nhau gì với nghiệp? Hai cái nó khác nhau. Cái nghiệp á, khi mà nói về nghiệp thì nó có chia ra làm hai vấn đề, đó là nhân và quả. Thường á, thì chúng ta không thể nào nói là do cái nghiệp, đổ thừa cho nghiệp là tại vì nghiệp cho nên tôi mới thích sát sanh, tôi mới ưa, tôi mới sát sanh. Tại vì nghiệp cho nên là tôi mới trộm cắp, tại vì nghiệp cho nên tôi mới tà dâm, tại vì nghiệp cho nên tôi mới nói dối. Đức Phật đã nói trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái người mà đổ thừa tất cả mọi thứ cho nghiệp, cái người đó là tà kiến. Trong khi đó, cái chuyện mà chúng ta ngày còn nhỏ ăn cắp một cái quả trứng thì lớn lên ăn cắp một con bò, nó là thói quen, nó thành cái thói quen. Khi chúng ta ăn cắp được những cái thứ nhỏ, chúng ta sẽ thói quen dần chúng ta ăn cắp được những thứ lớn. Khi chúng ta ngoại tình được một lần, chúng ta sẽ ngoại tình được lần một, được lần một thì sẽ được lần hai, lần ba và lần thứ n, nó là thuộc về thói quen. Chúng ta không thể nào đổ thừa cho nghiệp mà tại vì nghiệp cho nên là tôi mới trộm cắp, tại vì nghiệp cho nên tôi mới tà dâm, tại vì nghiệp tôi mới sát sanh, tại vì nghiệp tôi mới nói dối. Đức Phật nói cái người mà đổ thừa cho nghiệp như vậy đó, họ là tà kiến. Đó là sự khác biệt giữa nghiệp và thói quen. Còn một vấn đề nữa đó, cái thói quen đó, trong Phật giáo được nói nhiều dưới cái dạng là thường cận y duyên. Thường cận y duyên có nghĩa là những cái hành động thuộc về thói quen, ví dụ như ngay cái chuyện quý vị mở mắt ra, quý vị mở điện thoại coi tin tức, nó là thói quen. Khi chúng ta coi tin tức, chúng ta thường thích coi đa banh, nó là thói quen. Khi chúng ta ngồi dậy mà chúng ta không coi đá banh, chúng ta thích coi ca sĩ người mẫu, nó là thói quen. Khi chúng ta đi ăn, chúng ta thường thích ăn những cái con vật mà nó còn sống, tự mình cắt tiết rồi mình giết, nó là thói quen. Khi mà chúng ta ra đường, chúng ta thấy một cái người nào đó ăn mặc hở hang, chúng ta nhìn họ, nó là thói quen. Chúng ta có khuynh hướng mỗi lần thấy người ta hở đùi, hở ngực, hở chỗ này chỗ kia là mình hay nhìn, thì nó là thói quen. Chính cái thói quen đó trở thành cái thường cận y duyên. Và chính cái thói quen đó nó cũng sẽ tạo ra nghiệp. Cho nên ấy, cái thói quen nó sẽ tạo ra nghiệp, nhưng mà bản thân cái nghiệp nó sẽ không tạo ra thói quen. Phân biệt rõ hai chuyện đó.